Thề với mấy bà là phải chờ đợi mỗi mòn mấy tháng trời mới tới mùa măng để ăn á. Nhất định phải là măng ớt của nhà Cao Nguyên Food nha. Trời ơi, tôi thấy anh chị mở bán là tôi mừng quýnh, tôi mua một lúc hai hũ mà không có cần phải đắn đo suy nghĩ luôn á mấy bà. Mấy năm trước á là tôi thấy hai anh chị là bỏ phố về quê lập nghiệp, anh á thì là kỹ sư công nghiệp, còn chị á là giáo viên. Cái mình thấy cũng chịu thương chịu khó, ban ngày thì lên nương rẫy để làm măng, xong rồi tối về livestream bán hàng, mình mua mình ủng hộ, ai về ăn xong bị dính luôn tới bây giờ mấy bà. Tính ra là ăn măng của bên đây cũng mấy năm rồi đó. Mấy bà thấy cái hũ măng ớt là mấy bà thấy chất lượng rồi đó. Không phải là nước nhiều hơn măng nha, cái hũ măng này á là anh chị á bào tay 100% luôn, mà miếng nào miếng nấy nó cũng đều băng bắt à mấy bà, không phải là miếng bự miếng nhỏ đâu nha. Cái này á là măng nhiều hơn nước rất là nhiều luôn. Cái hũ này anh chị á nhét rất là cứng luôn, với lại là vận chuyển đường xa bởi vì anh chị đóng hàng cũng rất là kỹ á mấy bà. Nó được bọc mấy lớp là cái măng tre của Việt Nam mình, nó là một năm á chỉ có một mùa thôi à, nó gỗ nhất là vào mùa hè này nè. Cái măng này á là do là đầu mùa cho nên là cái măng nó cũng còn non nên nó trắng tươi à mấy bà. Tôi nghĩ thì chắc là cái hũ măng này anh chị mới làm á, bởi vì cái độ chua của nó cũng chưa có chua nhiều á, nhận được hàng á là tôi phải để thêm 3-4 ngày ở bên ngoài nữa thì nó mới chua mấy bà. Cái măng ớt ngâm này nè, mình ăn với bún miếng phở gì cũng ngon hết trơn mấy bà, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy là vẫn ngon nhất là ăn với mì gói à, mà đặc biệt là phải mì Hảo Hảo nha. Sự là cái nước súp của mì Hảo Hảo nó đậm đà, nó không có lẫn đi đâu được hết trơn á, nó hòa quyện với cái vị mặn chua giòn cay của cái măng ớt ngâm này. Thấy là chỉ cần cái măng ớt ngâm này ăn với mì thôi, không có cần thịt cá gì trơn mà nó vẫn ngon, nó vẫn xích sắc mấy bà ơi. Trời ơi, tự nhiên coi tới đây không lẽ đi nấu thêm một gói mì nữa chứ. À mấy bà cho tôi hỏi khẩn cái coi, cái trái trong cái hũ măng ớt này có phải là cái trái mắc mặt không mấy bà? Trời ơi, tôi nhìn tôi thấy cũng hao hao đó, nhưng mà tôi không biết là có chính xác hay không nữa. Hũ măng ớt này là mình để được lâu lắm luôn, tầm 6 tháng á mấy bà. Bởi vì lần nào tôi cũng mua cái combo hai hũ này trơn á, vừa tiết kiệm mà đỡ công phí ship nữa mấy bà. Bà nào cần á thì mua cùng với tôi nha.